Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai hai vợ chồng bị bắt giam khi đang trên sóng live stream nói về chế độ cộng sản. Một cặp vợ chồng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị công an ập vào nhà bắt khi người chồng còn đang phát trực tiếp, tức là phát live stream bài nói chuyện của mình trên kênh YouTube. Vào hôm 5 tháng 1, người theo dõi trên kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng bất ngờ chứng kiến cảnh ông này bị công an bắt khi đang theo dõi buổi phát hình trực tiếp do chính ông đang thực hiện. Đây là hình ảnh vợ chồng ông Nguyễn Thái Hưng và Vũ Thị Kim Hoàng. Khi đang nói chuyện về hiện thực của cuộc sống dưới chế độ cộng sản được khoảng 20 phút, ông Hưng nghe thấy tiếng cửa kính vỡ thì rời khỏi máy để đi xem. Ít giây sau, khu vực phòng của ông này xuất hiện một người mặc đồ màu cam của công ty điện lực hét lên, đứng im. Cùng lúc vẹp kem bị lật úp xuống mặt bàn, cùng bị bắt còn có vợ của ông Hưng là bà Vũ Thị Kim Hoàng. Bà Hoàng bị bắt giam để điều tra với cáo buộc tội danh là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ bắt giữ ông Hưng. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, bà Vũ Giáng Tiên, chị gái của bà Hoàng cho biết thêm thông tin về sự việc này như sau. Thì cái việc nó diễn ra, diễn biến là tự nhiên thấy có hai người trèo rào nhảy vô, xong rồi bẻ khóa cổng để mở cổng rồi chạy thẳng vô nhà. Nên là lúc đó bé gan con lớn của anh Kim Hoàng nó thấy người lạ xông vô nhà thì nó sợ quá hét to lên. Thế là mẹ tôi ở sát bên cạnh chạy qua. Thì mẹ tôi tưởng là cướp, tại lúc đó thấy mặc đồ thường chứ không mặc đồ công an. Mẹ tôi la cướp cướp. Thì mẹ tôi nhìn lại, mẹ tôi thấy cái người mặc áo vàng có dắt súng. Mẹ thấy là người có súng nên mẹ sợ quá, mẹ im luôn. Thế là những người đấy bắt hai đứa nhỏ lên trên nhà để hỏi. Rồi lúc đó là 6 giờ tối rồi nên trời nó chập choạng, rất là đông mặc áo xanh vây kín trước và sau luôn. Còn những người vô nhà rồi thì họ đập cửa buồng, họ đập bể tan cái cửa kiếm buồng để họ thò tay vô, họ mở cửa rồi họ vô trong lục soát tung tóe hết lên, rồi thì họ bắt Hưng và Hoàng đi. Theo gia đình thì lúc bắt người công an không thông báo tội danh cũng như cung cấp bất cứ giấy tờ gì. Đến khi được hỏi thì vì tại sao cả người vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng thì công an trả lời rằng chỉ đưa đi để điều tra vì bà Hoàng chứa chấp tội phạm. Đây là hình ảnh hiện trên kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng có gần 40.000 người nhấn theo dõi, được tạo lập từ tháng 1 năm 2020 đã không còn hiện bất kỳ video nào khác. Tuy nhiên, hai ngày sau khi gia đình đến trụ sở Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai để tìm hiểu thông tin thì được cung cấp một tờ thông báo về việc tạm giữ, trong đó cho biết bà Hoàng bị bắt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ngoài ra, theo như giấy tờ thông báo, thì bà Hoàng bị tạm giam tại nhà tạm giam của Công an huyện Long Thành, cũng thuộc tỉnh Đồng Nai. Về phía ông Nguyễn Thái Hưng, gia đình cho biết công an không cung cấp bất cứ thông tin gì với lý do ông này không đăng ký thường trú ở địa phương. Khi được hỏi về những việc mà ông Hưng làm trước khi bị bắt, bà Giáng Tiên cho biết. Trước khi bị bắt thì tôi biết là Hưng có làm một cái kênh YouTube để lên sóng, nói về những ý kiến gì đó. Nói chung là như vậy và tôi cũng không biết tả sao. Nhưng mà Hưng cũng đã nói một năm nay rồi chứ không phải vừa mới nói. Người thân cũng cho biết là tỏ ra rất bối rối và hoang mang khi vợ của ông Hưng cũng bị bắt và khởi tố theo điều 331, trong khi bản thân bà Hoàng không hề có phát ngôn nào trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh một video YouTube trên kênh Che Làng TV phát bài nói chuyện của ông Nguyễn Thái Hưng về vụ án Hồ Duy Hải có hơn 35.000 lượt theo dõi với 175 bình luận. Hiện kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng có gần 40.000 người nhấn theo dõi, được tạo lập tháng 1 năm 2020 đã không còn hiện bất kỳ video nào khác. Còn trên tài khoản Facebook mang tên ông Hưng, bài đăng gần nhất là vào tháng 7 năm ngoái nói về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Và tại Việt Nam, Đảng Cộng sản cũng như chính quyền luôn làm những điều bất nhân như thế.
họ đã y án 10 năm tù đối với người nói xấu đảng và lãnh đạo nhà nước. Và tòa án phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 12 tuyên y án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng. Tội danh đối với ông này là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều số 117 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết phiên phúc thẩm được tiến hành vì ông Vũ Tiến Chi có kháng cáo bản án sơ thẩm vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Kháng án yêu cầu thay đổi tội danh. Cáo trạng cho rằng ông Vũ Tiến Chi, 55 tuổi, sống tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng từ năm 2018, thường xuyên tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang nước ngoài với nội dung bị cho là chống nhà nước, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam. Ông Chi cũng bị cho là thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với nội dung mà cơ quan chức năng Việt Nam nói là không đúng sự thật. Cũng theo cáo trạng, ông Vũ Tiến Chi lập ra hai tài khoản Facebook cá nhân và đăng tải chia sẻ 338 bài viết, 181 video và nội dung bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Vũ Tiến Chi tại cơ quan công an. Những video này do bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy tại Khánh Hòa phát trực tiếp trên mạng. Ông Chi thì bị cho là có liên lạc với Facebook Nguyễn Cẩm Thúy hay còn gọi là Cẩm Thúy Cô ở Khánh Hòa và cả hai có ý định tập hợp thuyết phục những người cùng quan điểm lập quốc hội, từ đó hình thành tổ chức chính trị đối lập, thay thế quốc hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy cũng đang phải thụ án 9 năm tù giam cùng tội danh với ông Chi. Còn vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, ông Chi cũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, ông bị tòa án tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử và tuyên án 10 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng là một người khác thì cũng đã bị tuyên án 5 năm tù giam. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sáng ngày 31 tháng 12 cũng tuyên án 5 năm tù giam đối với nhà báo Công Dân Lê Trọng Hùng chỉ sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ xử án. Ông là người đã nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Hà Nội và bị bắt không lâu sau đó với cáo buộc tội danh là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Hùng, nói thêm về phiên tòa này như sau. Phiên tòa hôm nay bắt đầu từ 8 rưỡi cho đến 12 giờ 15 thì kết thúc. Thì tòa tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Ông cho biết phía đại diện viện kiểm sát không hề trả lời các câu hỏi của luật sư cũng như đã từ chối tranh luận về những cáo buộc mà cơ quan này đưa ra đối với ông Lê Trọng Hùng. Đây là hình ảnh trên kênh YouTube riêng ông Lê Trọng Hùng tích cực vận động và có kế hoạch tranh cử đại biểu Quốc hội trước khi bị bắt. Đánh giá chung về diễn biến và kết quả của phiên tòa, vị luật sư của đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết thêm như sau. Tôi cho rằng hiện nay người ta vẫn dùng cái giám định về mặt quan điểm. Thế nhưng mà người giám định thì không bao giờ đến tòa để giải trình căn cứ giám định tại sao lại chống nhà nước cả. Cái điều 117 rất mơ hồ. Người ta không bám vào các quy định hiện tại có nên người ta thường kết tội theo chủ quan là nhiều. Thì tất nhiên nó là một cái bản án oan. Cũng theo luật sư Sơn, có 4 video clip được ông Lê Trọng Hùng đăng tải lên trang cá nhân đã bị Viện Kiểm sát làm chứng cứ để truy tố gồm đào tạo dân biểu 4.0, bài 8 và tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử. Rồi chưa không ngủ vào ngày 17 tháng 5 năm 2020 với bài khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó. Rồi tại sao có quá nhiều công dân đã bị oan sai. Rồi làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này và thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử về vụ đồng tâm. Ông Hòa Hy Sơn trình bày luận cứ trước tòa cho rằng bị cáo không có hành vi phỉ báng chính quyền nhân dân, mà ngược lại bị cáo đã tự bỏ tiền để mua hàng ngàn cuốn hiến pháp năm 2013 để phổ biến và tặng cho hàng ngàn người. Bị cáo đã thực hiện hàng trăm đoạn video phát trực tiếp
phổ biến hiến pháp năm 2013 và pháp luật trong thời gian nhiều năm trước khi bị bắt. Về phía gia đình, không hề nhận được giấy mời tham dự phiên tòa, thậm chí công an Hà Nội còn canh giữ trước cửa nhà nhằm ngăn chặn người thân đến tòa án. Và mặc dù sau đó đã được người thân của ông Hùng rời khỏi tòa, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại ở đầu đường dẫn vào khu vực của tòa. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cứ hành xử với người dân vô pháp như thế. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đấu giá Thủ Thiêm cao ngất ngưởng, người dân mất đất nói gì. 4 lô đất rộng khoảng hơn 30.000 m² thuộc khu chức năng số 3 phía Bắc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần tháng 12 năm 2021 đã được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục là 37.350 tỷ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm. Công ty trúng thầu giá đất cao là công ty Ngôi Sao Việt, một công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh, trúng lô đất 3-12 diện tích 10.059 m² với giá 24.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông. Ba công ty còn lại là các công ty Bình Minh trúng 5.000 m² với giá 5.000 tỷ đồng, công ty Shenmeca 8.500 m² với mức giá 4.000 tỷ đồng, công ty Republic 6.444 m² với giá 3.800 tỷ đồng. Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Ông Lung, người nhiều lần ra tận Trung ương để khiếu nại về vấn đề Thủ Thiêm, đã nói với Đài Tiếng Nói FA vào mùng 7 tháng 1 như sau. Việc đấu giá đó mình thấy cũng bất ngờ, mình không biết nó sẽ như thế nào trong cuộc đấu giá này và cũng đang theo dõi. Việc giá cao đột biến như vậy làm cho đất khu vực xung quanh đóng băng luôn. Người dân mua bán gì cũng không được vì người ta cứ dòm theo chuyện đấu giá đó. Còn những bà con chưa được đền bù tái định cư thấy giá cả vậy cũng bức xúc. Hồi đó bồi thường người ta thấp, bây giờ đấu giá lại quá cao. Ngay sau cuộc đấu giá, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất đấu giá ở Thủ Thiêm cao là vô cùng bất thường. Cũng theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Trung Tùng, đấu giá có thể thu được giá cao hơn, nhưng giá cao như ở Thủ Thiêm vừa qua là có vấn đề. Ông Tùng cho rằng nếu quy định đấu giá đất trong luật sát với thị trường thì sự chênh lệch khi đấu giá không thể quá lớn. Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thì cho rằng đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Anh Nguyễn Đình Đệ, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm, khi trả lời đài FA hôm 7 tháng 1 chia sẻ rằng giá đất ở Thủ Thiêm hiện vài trăm triệu một mét vuông, từ 4 đến 500 triệu đồng, 6 đến 700 triệu đồng là chuyện không ngoài dự tính. Chỉ cách một con sông mà bên kia là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 thì bên này 6-700 triệu cũng là bình thường. Còn chuyện người ta đấu thầu mua tới 2,4 tỷ đồng một mét, đó là quyền của người mua. Họ thấy tầm nhìn chiến lược của nó nên họ đầu tư. Theo tôi thì giá đó hơi cao, chứ lũng đoạn thì cũng không. Chẳng qua họ lấy đất của dân đền có 150.000 đồng mỗi mét vuông đất ruộng, còn đất nhà thì mười mấy chục triệu đồng một mét, giờ bán mấy trăm triệu đến 2 tỷ mấy nên mấy ông ngại, rồi giả bộ làm động thái đó, đó là sự giả dối. Đây là hình ảnh người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm sống dở chết dở vì chính sách cưỡng chế đất đai bất công. Mỗi lần trả lời báo chí đều bật khóc trong cảnh đau khổ. Theo anh Đệ, chính quyền đã giả dối, không muốn nhìn vào sự thật là đất của người dân Thủ Thiêm đã bị cướp, nó giá trị đến mức độ như thế nào. Cấp ủy lơ đi rồi tuồn đất đó lại cho những sân sau, móc ngoặc để chia chác nhau đất của dân Thủ Thiêm. Anh Đệ nói rằng, bây giờ quan chức chính quyền nói việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm vừa qua là bơm giá, lũng đoạn thị trường, là phiến diện, chỉ nhìn theo cách của họ. Chẳng qua họ lấy đất của dân đền với giá rẻ mạt, giờ mắc cỡ với dân. Còn ông Cao Thăng Ca, một người dân Thủ Thiêm thì cho rằng việc đấu giá đất cao là kịch bản để bù ngân sách. Ông nói, việc đấu giá 2,4 tỷ đồng là để thu tiền về cho ngân sách 37.000 tỷ đồng. Để thành phố Hồ Chí Minh đủ trả lại cho ngân sách nhà nước. Những người tham gia đấu giá này theo tôi là tàn dư của nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang vân vân, muốn trả lại cho nhà nước để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo ông báo cáo kết luận 1483 của thanh tra chính phủ. Chứ thực tế đất ở đó 500 triệu là hết cỡ, vì hiện nay giá đất mặt đường Trần Não
mà tôi chỉ cất 400-500 triệu, còn đất đường Nguyễn Cơ Thạch ngay chân cầu Thủ Thiêm cũng chỉ 500-600 triệu. Cho nên giá 2,4 tỷ đồng là không thể tưởng tượng được nhóm lợi ích sẽ thao túng và làm hại nhà nước như thế nào. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàn Minh vừa trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng cho 1 m² đất ở Thủ Thiêm. Liên quan đến việc nhiều quan chức nhà nước lên tiếng về vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua, ông Cao Thăng Ca cho biết: họ nói thì nói thôi, chứ thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn rồi, kết quả đấu giá rồi, đã cho các công ty trúng đấu giá ký hợp đồng với thành phố rồi. Họ có lên tiếng đó thì cũng để vậy thôi. Còn tập đoàn tham nhũng phá nát khu đô thị mới Thủ Thiêm còn đang rất mạnh. Thành ra họ làm gì thì làm, chẳng cần để ý đến ai đâu. Không cần luật pháp, không cần ý kiến nhân dân, không cần nghe ý kiến trung ương mà tự động làm. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Đó là phương châm của nhóm tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ đấu giá 30.000 m² đất ở Thủ Thiêm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 đã ban hành công điện số 1767 yêu cầu các bộ ngành địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định và pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi trục lợi đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường và trục lợi. Tuy nhiên, ông Thủ tướng không nói cụ thể về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng xác nhận với đài FA rằng đất đấu giá ở Thủ Thiêm thuộc phường của ông có đất giá trước đây. Ông nói: họ đấu giá đất ở phường An Khánh là phường của tôi. Họ đấu giá đất như vậy là do họ có cái nhìn xa thôi. Chỗ đó phê duyệt là trung tâm tài chính thế giới. Trong khi thì kinh tế thị trường thì còn vấn đề cung cầu nữa. Cung không có mà cầu lớn quá, mà bán đảo Thủ Thiêm thì đẹp lắm. Người dân Thủ Thiêm họp cũng có nói qua việc họ định giá như vậy, đã xác định tài sản của dân mất đi là tài sản có giá trị. Để xây dựng thành chính sách đền bù thì phải đền bù sao cho phù hợp, đảm bảo lợi ích của nhà nước, dân và nhà đầu tư. Chứ nhà đầu tư và nhà nước quá nhiều, còn dân thì sao đây? Cũng theo mục sư Nguyễn Hồng Quang, điều này trái với nguyên tắc của chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản đã cam kết với nhân dân là bình đẳng và công bằng. Và câu hỏi đặt ra là đấu giá đất nghìn tỷ tại Thủ Thiêm, ai là nạn nhân của cơn địa chấn này? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tại phiên họp ở tổ chiều 14 tháng 1 cho rằng đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Bỏ qua những oan ức của người dân Thủ Thiêm vẫn chưa có lời giải đáp thì hầu hết các báo đều đưa tin rằng giá bất động sản đồng loạt tăng vọt và giá cổ phiếu cũng tăng kịch trần. Có công ty vẫn làm ăn trì trệ, tự nhiên cổ phiếu tăng gấp 10 lần. Đây là diễn biến lạ, có tính chất nhiễu loạn, giống như lời ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã phát biểu. Tuần qua, bên cạnh từ khóa về thổi giá, kit xét nghiệm COVID-19, một từ khóa khác cũng đang được chú ý, đó là dấu hiệu thổi giá đất ở các dấu hiệu này liên quan đến ngày 10 tháng 12 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất rộng khoảng 30.000 m² thuộc khu chức năng 3, khu dân cư phía Bắc, khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Đáng chú ý là số tiền thu được từ phiên đấu giá này là 37.350 tỷ đồng, cao hơn gấp nhiều lần giá khởi điểm. Đây là mức giá cao kỷ lục của thị trường bất động sản Việt Nam, như nhiều tờ báo Việt Nam cũng bình luận. Con số trên khiến nhiều người giật mình tự hỏi, đây có chắc phải là giá đất của một trong những nơi có bất động sản đắt đỏ nhất thế giới hay không? Vậy những tác động này ngay lập tức của phiên đấu giá đất Thủ Thiêm lên thị trường là như thế nào? Các dự án đã dừng bán hàng để điều chỉnh giá. Tờ báo Thanh Niên đã phản ánh, tại khu đô thị Sa La, Thủ Thiêm, nền biệt thự 447m² chào với giá 147 tỷ đồng, thì nay sau phiên đấu giá đất, chủ đất đã báo giá tăng lên tới 230 tỷ đồng. Các nền khác tại dự án đều tăng 4-50 tỷ đồng, thậm chí tăng 100% sau vụ giá đất kỷ lục của nhóm nhà đầu tư. Đây là hình ảnh khu đô thị Sa La, Thủ Thiêm, quận 2. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết các dự án ngay lập tức đã dừng lại, không bán hàng để nghe ngóng thông tin, điều chỉnh giá bán sao cho phù hợp với tình hình mới. Các chuyên gia cũng cho rằng bản chất của bất động sản tăng trưởng từ trước đến nay rất bền vững, không tăng vọt như mới đây. Do vậy, mức giá quá cao này có thể làm tê liệt giao dịch. Minh bạch để trị sốt đất ảo.
Ở một góc nhìn khác về phiên đấu giá đất Thủ Thiêm, tờ báo Vietnamnet cho rằng đây là thời điểm đánh dấu cho việc hết thời bán đất công giá rẻ, một trong những hành vi tham nhũng khiến cho nhiều cán bộ phải hầu tòa thời gian gần đây. Bài viết cũng phân tích việc trúng thầu công khai lô đất này mang đến pháp lý rõ ràng, minh bạch thông tin, không phát sinh khiếu nại, đã giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai và huy động vốn, đối tác và khách hàng cũng yên tâm hợp tác hay đăng ký mua sản phẩm. Đặc biệt, họ không phải trải qua công tác đền bù giải tỏa thường gặp rất nhiều trở ngại. Sau gần 2 năm chống dịch, thất nghiệp tăng, thu nhập giảm, tài chính cá nhân đa số cạn kiệt. Vì vậy, tờ báo Thanh Niên cho rằng hình ảnh dòng người xếp hàng từ sáng đến tối để chốt lô, chốt nền, sang tay nhận cọc là kịch. Người dân nên cảnh giác và không nên bị cuốn vào vì thế rất dễ mất tiền như trời. Do vậy, cần một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, thay vì chạy theo các cơn sốt đất ảo. Nghĩa là các vùng đất ảo bùng lên với một tuyên bố khuyến cáo chính quyền các địa phương hãy minh bạch thông tin về quy hoạch, về dự án ngay từ đầu.